kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời tiết cuối ngày của kênh VTC14. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là khối không khí lạnh lục địa đã tăng cường và bao phủ toàn bộ khu vực Bắc Bộ, khiến trời nhiều mây, mưa rào xuất hiện ở một vài nơi thuộc khu vực vùng núi. Trong 2 ngày đầu tuần thì khối không khí lạnh tiếp tục chi phối thời tiết khu vực Bắc Bộ. Với bản chất là lạnh và khô nên kéo dài tới các tỉnh vùng núi xuống đến Trung Du và Đồng Bằng sẽ phổ biến là trời ít mưa, khô ráo và hiện tượng sương mù mưa nhỏ và ẩm ướt tại các tỉnh thành ở khu vực phía đông sẽ có cơ hội chấm dứt. Đêm và sáng trời rét, trưa chiều thì hửng nắng nhẹ và nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng là từ ngưỡng 23 cho đến 26 độ. Nhìn chung là thời tiết khá thuận lợi cho những hoạt động giao thông và sinh hoạt thường nhật của người dân. Dự báo là sang đến ngày 27, không khí lạnh lại tiếp tục tăng cường mạnh hơn, khiến thời tiết ở tại khu vực Bắc Bộ sẽ có những chuyển biến rõ rệt. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ và có khả năng là có mưa xuất hiện rải rác trên toàn khu vực, nên nhiệt độ tiếp tục giảm thêm và trời rét sâu. Quý vị và các bạn cần phải hết sức lưu ý và bảo vệ tốt cho sức khỏe của mình. Đêm nay và ngày mai thì với sự hoạt động trở lại của đới gió Đông Bắc kết hợp với điều kiện địa hình nên ở khu vực từ Nghệ An trở vào cho đến Quảng Ngãi sẽ chuyển là nhiều mây và có mưa rông rải rác. Một vài nơi thuộc khu vực từ Quảng Bình cho đến Quảng Trị có thể xuất hiện lượng mưa vừa và rông. Nên nhiệt độ giảm nhẹ ở phía Bắc khu vực từ Thanh Hóa kéo dài đến Hà Tĩnh, trời chuyển rét nhẹ với nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt quá ngưỡng là 26 độ. Còn ở khu vực phía Nam thì nhiệt độ có thể là cao hơn từ 1 cho đến 2 độ. Sang ngày 26 và ngày 27, khi mà đới gió Đông Bắc tạm thời suy giảm hơn, thì mưa chỉ còn xuất hiện trong thời điểm đêm và sáng với lượng thường chỉ dao động trong khoảng là từ 5 cho đến 10mm trong vòng 24 giờ. Trong khi đó, thì các tỉnh Nam Trung Bộ ở khu vực từ Bình Định cho đến Bình Thuận phổ biến là ít mưa trong 2 ngày đầu. Và sang đến ngày 27, thì do ảnh hưởng của những đám mây dông từ khu vực biển tạt vào, nên các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện trở lại những cơn mưa rào vào lúc chiều tối. Và khu vực còn lại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ thì do là rãnh thấp xích đạo hoạt động yếu nên trong 2 ngày đầu tuần thì đới gió Đông Bắc đơn thuần sẽ chi phối thời tiết các tỉnh ở khu vực phía Nam. Và khu vực Tây Nguyên thì trời ít mưa, nhiều mây vào đêm và sáng. Tuy nhiên là đến trưa chiều thì sẽ có nắng và nhiệt độ cao nhất ổn định ở trong khoảng là từ ngưỡng 27 cho đến 29 độ. Và đêm và sáng thì trời se lạnh. Trong khi đó thì Nam Bộ cũng tạnh ráo hơn, ban ngày phổ biến là ít mưa và có nắng vừa phải nên rất thuận lợi cho những hoạt động dân sinh. Chiều tối thì một vài nơi ở tại những vùng ven biển có khả năng là có mưa rào, tuy nhiên là mưa đến nhanh, kết thúc nhanh và có lượng không nhiều nên sẽ không ảnh hưởng đến lộ trình lưu thông của quý vị. Cũng sang đến ngày 27 thì do ảnh hưởng của những đám mây dông từ biển tạt vào nên các tỉnh thuộc Nam Bộ như là ở tại Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu và cả Cà Mau sẽ xuất hiện mưa dông có lượng lớn, cần đề phòng hiện tượng gió giật mạnh trong cơn dông, đặc biệt là ở tại khu vực ven biển miền Tây. Và chuyển sang những thông tin thời tiết trên khu vực Biển Đông. Ở tại khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa, thịnh hành là đới gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc mạnh cấp 7 và giật trên cấp 7 biển động. Mưa dông chỉ xảy ra ở một vài nơi nên tầm nhìn xa thông thoáng. Trong khi đó, thì ở tại khu vực giữa và khu vực phía Nam của Biển Đông sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5. Tuy nhiên là mưa dông thì vẫn còn xảy ra rải rác ở khu vực phía Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa và khiến tầm nhìn giảm từ 4 đến 10 km. Trong cơn dông cần đề phòng hiện tượng tố lốc và gió giật mạnh. Và đến đây thì bản tin thời tiết cuối ngày trên kênh VTC14 xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.